Xin chào bạn. Nếu như bạn đang làm môi giới, làm sales và cảm thấy khó khăn trong một giai đoạn thị trường biến động như bây giờ, hoặc ngay cả khi thị trường tốt nhưng bạn cũng không thể có được kết quả như những người đồng nghiệp khác của mình, thì có thể bạn đang thiếu một chiến lược rất quan trọng trong nghề bán hàng. Hoặc là bạn đang là một chủ doanh nghiệp, hay là bạn là một chuyên gia, một người đào tạo giống như tôi, và bạn cũng cảm thấy khó khăn khi giới thiệu được sản phẩm của mình và thu hút nhiều người quan tâm tới điểm nổi bật của bạn, thì bạn cũng đang làm chưa tốt một chiến lược rất quan trọng trong hoạt động kinh doanh. Chiến lược mà tôi vừa nói tới với bạn đó là xây dựng cho mình một thương hiệu cá nhân với vai trò là một chuyên gia trong lĩnh vực của mình, được nhiều người biết tới và yêu mến. Và quan trọng nhất đó là họ muốn được mua sản phẩm của bạn, ủng hộ cho công ty của bạn, hay là tham gia vào các hoạt động đào tạo mà bạn đang cung cấp, giống như cách mà tôi đang thực hiện. Nếu bạn đang ở một trong những trường hợp mà tôi vừa nói tới và bạn không biết làm sao để có thể xây cho mình một cách hiệu quả một thương hiệu cá nhân, thì video này là dành cho bạn. Vì ở video này, tôi sẽ giới thiệu với bạn một giải pháp của tôi để giúp cho bạn đạt được mục tiêu của mình nhanh nhất có thể. Đó là xây dựng cho mình một thương hiệu cá nhân để trở thành một chuyên gia tin cậy trong mắt khách hàng của mình và tăng tốc kết quả kinh doanh của bạn. Và chúng ta sẽ cùng xem tôi đã giúp cho những người khác làm như thế nào ở phía cuối video này. Nào, giải pháp mà tôi vừa nói tới chính là chương trình huấn luyện đặc biệt trong 10 ngày cùng với tôi, để tôi hướng dẫn bạn cách làm thế nào để có thể đạt hiệu quả tối đa cho kế hoạch xây dựng thương hiệu cá nhân này và thực sự đạt được kết quả khi bạn triển khai nó. Tôi có thể làm được điều đó vì tôi đã từng ở vào trạng thái của bạn lúc này. Đó là có thể bạn đang cảm thấy mệt mỏi khi phải thường xuyên liên hệ telesales với khách hàng lạ chưa biết gì về mình, và phần lớn thời gian câu trả lời bạn nhận được đó là không, đặc biệt là những lúc thị trường khó khăn. Hoặc tôi cũng đã từng cảm thấy áp lực lớn với những chi phí quảng cáo quá nhiều và không hiệu quả. Và khách hàng giờ đây thì bị tấn công dồn dập bởi những quảng cáo như vậy, chi phí quảng cáo ngày một cao nhưng kết quả thì ngày càng giảm. Hay là tôi biết đôi lúc bạn cảm thấy khó xử khi gặp khách hàng và họ tỏ ra không tin tưởng và đề phòng khi biết bạn là một người bán hàng, một người môi giới. Tôi hiểu tất cả những điều đó. Đó chính là lý do vì sao mà tôi luôn ưu tiên xây dựng thương hiệu cá nhân với vai trò là một chuyên gia, để khách hàng có thể chủ động tìm tới mình và giải quyết được tất cả những khó khăn mà tôi vừa nói với bạn. Nào, tôi không nói rằng bạn sẽ cần phải có hàng trăm ngàn người theo dõi giống như tôi thì mới có được kết quả như vậy. Bạn hoàn toàn có thể đạt được cái sự chú ý của khách hàng trong một thời gian rất ngắn, có thể là sau một tháng triển khai, và khách hàng sẽ chủ động tìm tới bạn. Tôi biết chắc điều đó vì tôi đã làm điều này rất nhiều lần qua các công việc trước đây của mình. Và đặc biệt là hiện giờ bạn cũng biết tôi là ai khi xem video này, vì tôi tin rằng bạn cũng tin tưởng những gì tôi nói với bạn, có phải không ạ? Không những thế, tôi cũng giúp cho các học viên của mình đã đạt được điều đó, và có nhiều người trở thành top sales chỉ trong một tháng. Có người nhận được những giá trị hợp đồng lớn, và có những người chỉ sau hơn một tháng đã trở thành một hiện tượng trên TikTok với hàng chục ngàn người theo dõi và được mời tham gia vào những buổi trò chuyện với vai trò là một chuyên gia. Đạt được điều này không khó, ngay cả khi bạn mới bắt đầu và chưa biết phải làm gì, bởi vì tôi sẽ vẽ ra cho bạn một tấm bản đồ đầy đủ các bước để bạn có thể đạt được mục tiêu của mình giống như tôi đã đạt được, hoặc thậm chí là như các học viên khác còn nhanh hơn tôi gấp nhiều lần với số lượng người theo dõi. Rồi, vậy thì chúng ta hãy xem bạn sẽ cùng với tôi trao đổi những gì trong chương trình huấn luyện đặc biệt này. Hãy nhớ rằng mục tiêu của chúng ta là trở thành những chuyên gia tư vấn tin cậy trong lĩnh vực của mình, mà tôi gọi đó là KOL, và chúng ta được khách hàng tin tưởng và yêu mến. Chúng ta sẽ cùng với nhau giúp cho bạn tìm ra điểm mạnh của mình để phát huy điều đó và biến nó trở thành một yếu tố cốt lõi để khách hàng yêu mến bạn. Tôi cũng sẽ cung cấp cho bạn một lộ trình cụ thể bạn cần làm gì trong cả một năm, bao gồm từng tháng, từng tuần, từng ngày, để bạn chỉ cần theo đó mà thực hiện, không cần bạn phải suy nghĩ hay lo lắng gì cả. Bởi vì đó là cách mà tôi cùng các học viên của mình đã làm và thành công. Tôi cũng sẽ cung cấp cho bạn những công thức và công cụ để bạn biết cách làm marketing bản thân, hướng dẫn cho bạn cách xây dựng hoạt động marketing tự động và chuyển đổi người xem thành khách hàng tiềm năng giống như cách mà tôi đã thực hiện. Để tôi chia sẻ với bạn điều này, tôi mất hơn một năm và rất nhiều nguồn lực để thử, sai, làm lại để tìm ra những công thức đó. Bạn sẽ không cần phải trải qua những chuỗi ngày mệt mỏi đó mà có thể ngay lập tức sao chép những gì tôi đã làm và áp dụng cho chính mình. Tất nhiên là trong quá trình huấn luyện thì tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách để áp dụng một cách linh hoạt theo cách của bạn. Vì mỗi một người chúng ta sẽ có một đặc điểm, một ưu điểm khác nhau, có phải không ạ? Chúng ta cũng sẽ học những kỹ năng để giúp cho bạn tạo ra những nội dung không giới hạn. Bởi vì tôi biết cái sự lo lắng lớn nhất của tất cả những người mới làm thương hiệu cá nhân đó là không biết làm sao để có nhiều nội dung phù hợp với khách hàng của mình đến như vậy. Bên cạnh đó, đặc biệt trong chương trình này, tôi sẽ tặng cho bạn rất nhiều tài liệu. Trong đó đặc biệt nhất là một bộ tài liệu gồm hơn 40 thiết kế cho nhiều nền tảng khác nhau, để bạn chỉ việc bỏ tên của mình, hình ảnh của mình, sản phẩm logo của mình vào đó
là bạn đã có ngay những thiết kế đẹp mắt để bắt đầu quảng bá cho thương hiệu của bạn. Nếu bạn ra ngoài mà thuê những người khác để thiết kế cho mình thì tôi tin rằng họ sẽ tính phí của bạn là hàng trăm ngàn đồng cho một thiết kế. Tuy nhiên trong lớp học này tôi sẽ tặng bạn hơn 40 thiết kế tuyệt vời như vậy. Và còn rất nhiều các tài liệu khác như là công thức viết nội dung, công thức tạo tiêu đề hấp dẫn v.v. Và điều đặc biệt nhất, chúng ta sẽ có 2 buổi để rèn luyện kỹ năng nói, kỹ năng trình bày trước đám đông giống như tôi đang làm với bạn, hay là kỹ năng nói trước camera để tạo nội dung. Nói tóm lại, tất cả những gì bạn cần làm đó là chuẩn bị cho mình một tư duy mở để khám phá ra con đường mới dành cho mình và thời gian để tôi đồng hành cùng bạn trong chương trình huấn luyện đặc biệt này. Hoặc thế này đi ạ, tôi sẽ cho bạn nghe những học viên khác đã nói gì, có được không ạ? Ví dụ như đây là Coach Lê Phương, sau hơn 1 tháng đã định vị được thương hiệu chuyên gia nhân tướng học của mình và đang chuẩn bị cho ra mắt những sản phẩm đào tạo đầu tiên với hàng chục ngàn người theo dõi. Điều mà trước đó Coach Lê Phương chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm được trong một thời gian ngắn như vậy. Xin kính chào thầy Duy và toàn thể tất cả các anh chị. Hôm nay Phương làm video clip này, lời đầu tiên Phương muốn gửi lời cảm ơn đến thầy Duy cùng tất cả các bạn trong team hỗ trợ đã cho Phương có một cái trải nghiệm tuyệt vời trong cái khóa học xây dựng thương hiệu cá nhân. Phương làm video clip này ngoài mục đích muốn gửi đến thầy lời cảm ơn, lời trân trọng thì còn muốn chia sẻ về cái cảm xúc, về cái trải nghiệm của Phương trong cái khóa học vừa rồi. Hiện tại Phương đang hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, tư vấn, áp dụng huyền học vào trong kinh doanh. Nó bao gồm lá số tử vi, bao gồm nhân tướng và phong thủy. Và trong thời buổi hiện nay, chúng ta làm kinh doanh thì cái việc mà xây dựng thương hiệu cá nhân là một điều rất là cần thiết. Phương nhận thức được cái vai trò của việc xây dựng thương hiệu cá nhân nó quan trọng như thế nào, nên trước đó đã thử tìm hiểu rất là nhiều các cái phương pháp. Phương mày mò trong sách, tham gia các diễn đàn từ rất là nhiều nguồn trên mạng xã hội và đã từng làm thử xây dựng kênh TikTok trước đó nhưng vẫn không thành công được. Bởi lý do là mình chỉ biết được cái phần trình gọn thôi, còn những cái phần mà cơ bản, những cái phần nền tảng, những cái phần quan trọng á, thì không ai chia sẻ với mình. Hoặc là có chăng ở các khóa học họ đưa ra những cái sản phẩm sẵn có, dựng sẵn mà nó không thể phù hợp với bản thân của Phương. Từ đó Phương xây dựng kênh TikTok của mình không thành công và Phương rất là nản rồi. Khi mình nản như vậy đó, qua cái quá trình tìm hiểu, đi hỏi hết người này, hỏi tới người kia, tham gia khóa học này, khóa học kia, cuối cùng vẫn không đi đến đâu cả. Và sau cùng rất là may mắn cho Phương khi Phương gặp được thầy Duy cùng Next Step Academy. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi là khoảng 2 tháng tham gia khóa học thôi mà Phương đã xây dựng được cái kênh TikTok của mình với cái lượt view và lượt đánh giá rất là cao. Qua khóa học của thầy, Phương có được nhiều cái bài học, trong đó đặc biệt là các cái phương pháp nền tảng cơ bản nhất để làm sao xây dựng thương hiệu cá nhân một cách thành công. Mà trong khi đó mình không có cái tài nghệ về diễn xuất, không có tài nghệ về ăn nói, cũng không có cái gì đó mang tính chất giải trí cả. Mình không phải làm để câu view, mà nó xuất phát từ cái nền tảng mình sẵn có và kết hợp với những kiến thức mà thầy truyền dạy cùng những buổi giải đáp thật thấu đáo của thầy, làm cho Phương có thể tự mình xây dựng lộ trình phát triển cái kênh TikTok của Phương, xây dựng thương hiệu cá nhân của Phương như thế nào, phương pháp làm thế nào hiệu quả, có những cái bước đi, nước đi làm sao cho nó đúng đắn với từng thời điểm. Thì đó là những cái khó khăn mà Phương gặp phải. Ngoài ra nữa đó, khi mà Phương làm cái kênh TikTok này thì bản thân của Phương là hoạt động đơn tuyến, hoạt động một mình thôi, không có team, không có đội ngũ hỗ trợ. Từ cái việc xây dựng nội dung, từ cái việc chỉnh sửa video, từ cái việc là thu âm như thế nào đó, thì trước đây nếu như không được hướng dẫn thì Phương không biết cách làm như thế nào cả. Nhờ vào sự giảng giải chi tiết của thầy cùng những công cụ kèm theo đó mà Phương có thể làm một cách rất là trơn tru, rất là thoải mái. Và nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái lượt tương tác và lượt view của kênh TikTok của Phương. Đối với khóa học á, thì Phương ấn tượng nhất đó chính xác là cái tinh thần của thầy, cái tâm của thầy đặt vào trong khóa học đến từng học viên. Bạn sẽ không tìm thấy bất cứ ở đâu mà có một cái khóa học mà thầy giáo sẵn sàng ngồi lại với học viên giải đáp đến từng câu hỏi, đến khi nào mà học viên hết câu hỏi thì mới thôi. Điều này Phương đã tham gia rất là nhiều khóa học và chỉ thấy nó có ở Next Step Academy và của thầy Duy Nguyễn mà thôi. Nói về cái thành công của Phương hiện tại, tất nhiên là cái mục tiêu của Phương nó còn lớn hơn bây giờ, nhưng trong vòng 2 tháng thôi thì cái lượt follow trên TikTok của Phương tăng từ 0 lên đến 45.000 ở thời điểm Phương làm video này. Và hoàn toàn việc đó nó không hề khó khăn như trước đây Phương nghĩ. Tất cả những chủ đề, tất cả những kiến thức đều là bản thân mình có rồi, nhưng mà mình không biết khai thác như thế nào. Nhưng qua khóa học, thầy đã làm cho Phương biết cách mình khai thác được điểm mạnh của mình như thế nào và xây dựng nội dung ra là sao cho hợp lý. Một lần nữa, Phương xin gửi lời chúc sức khỏe đến thầy cùng tất cả các bạn trong ban tổ chức khóa học của Next Step Academy. Chúc thầy và các bạn thành công. Và Phương rất là mong anh chị nào còn đang muốn xây dựng thương hiệu cá nhân để phục vụ cho mục đích kinh doanh, mục đích bán hàng thì đây là khóa học mà anh chị nên tham gia. Xin hẹn gặp lại các anh chị trong cộng đồng Next Step Academy của chúng ta. Như bạn thấy đấy, tôi và những học viên đó đều là những bằng chứng sống để bạn có thể thấy được cái sự hiệu quả và thực tế của chương trình huấn luyện này. Vì vậy, việc tôi cần bạn làm lúc này
đó là hãy liên hệ với tôi theo số hotline đang hiện trên màn hình để tôi cùng với đội ngũ tư vấn của mình có thể giúp bạn tìm hiểu và đánh giá xem trước tiên bạn có thực sự sẵn sàng phù hợp với chương trình huấn luyện này hay không. Sau đó chúng ta mới bàn đến việc lên kế hoạch tham gia vào lớp học. Hoặc là bạn có thể nhắn tin trực tiếp với tôi qua Facebook Coach Duy Nguyễn. Chúng ta sẽ cùng xem bạn có phù hợp với chương trình này hay không. Nếu như bạn chưa sẵn sàng, tôi cũng sẽ nói cho bạn biết. Còn nếu như bạn đã quyết tâm, thì kết quả như chúng ta vừa thấy đó có thể đến với bạn chỉ trong vòng một thời gian rất ngắn. Tất nhiên, quyền quyết định là của bạn. Nhưng tôi tin rằng bạn không muốn bỏ lỡ cơ hội để thay đổi tương lai và cuộc sống của mình này, có phải không ạ? Bởi vì tôi đã trải nghiệm rồi, mọi thứ sẽ đến rất nhanh với rất nhiều cơ hội mới mà bạn không bao giờ ngờ tới rằng mình có thể đạt được khi có thể cá nhân. Hẹn gặp lại bạn tại chương trình huấn luyện ProKOL, trở thành chuyên gia tư vấn tin cậy trong mắt khách hàng sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại.